em xin phép chị Mao thấy hơi xíu. Hiện tại là hài lúc ta nói chuyện gì không biết vậy. Nói chung là có nguyện cái điều gió không hả? Nói chung là cũng giống như là công việc đang hỗ trợ tâm lý cho con bé đang bị hôn mê sâu á. Cho mình điện cho nên là gia đình của con bé đến ngày hôm nay thì cũng đề cũng như cậu năm còn con bé đang xuống đi lại. Nói chung là chị nói cũng gia đình của bé đó đó và cũng như là chị đó cũng đã mua hoa lên đây và xúc cho cậu rất là nhiều lần rồi, cũng cho cậu rất là nhiều lần rồi. Nói chung là em cũng được gia đình tin tưởng, tức là em hỗ trợ về mặt và tâm lý cho bé, tức là hiện tại đầu bé đang bị hôn mê sâu đó, cho nên là mỗi lần bé thì em sẽ gọi điện để có thể đánh thức cậu lên, hiện tại bé chưa có thức được, chưa tỉnh được, tức là bé đã tỉnh rồi nhưng mà bây giờ bé tên gì? Con kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha cô chú anh chị ơi. Thì chiều nay bất ngờ cô Năm xuất hiện tại mẫu cậu Năm. Cô bị mắc mưa dưới này nè, lên gần tới đây bị mắc khúc rồi này nè. Cô Năm. Sao mà cô xuất hiện chung với anh Quỳnh? Cô Năm bữa nay cô Năm sắp gì lên đông vậy? Không có hẹn hò luôn. Anh cũng đang lên gấp rồi, lên về gấp luôn á. Tiêu nữa kìa. Chuối. Lẹ lên, lẹ lên để cô Năm đi lẹ lắm mất tiêu à. Trời ơi trời. Cô đâu có hẹn hò với nó đâu. Nổ vậy ta. Hay là nãy cô không hẹn mà cô có hò không? Không, không hò luôn. Không bây giờ. Cô đâu khỏe không? Hai người xuống là xuống là. Lại lên trên không vậy ta? Hãy mưa. Bữa nay giờ mưa mớ mưa á. Mấy anh em phải dọn này gấp cho nên là không có lao đó. Ủa vậy là tự nhiên mà Tâm lên luôn. Anh Tâm lên là anh Tâm có điện cho con đừng đặt giùm cái mâm cơm rồi. Dạ hả? Mâm cơm này của anh Tâm nó cúng á. Dạ hả? Con ơi lấy dĩa đổ bánh chuối ngon lắm. Cô Năm hổm giờ khỏe không? Khỏe con. Sao hổm giờ cô Năm không lên? Bị mắc mưa ngay khúc này nè. Sao hổm giờ cô Năm không lên? Dày guốc gì ta nói nó bung hết, tao phải đi mua dép đâu mà. Tao bữa giờ cô Năm lên đi thăm cậu. Hổm này con mắc công chuyện lu bu quá. Cô Năm bữa nay cô Năm có tin vui nè. Tin gì vui nhỉ? Chúc cô Năm cúng cậu xong đi con nói cô Năm nghe nè. Vui dữ lắm luôn ha. Vui. Còn của bông sen này đẹp dữ vậy ta. Cho cái dĩa này con. Lấy cái dĩa đó. Lấy cái dĩa nó quá cô Năm. Hai. Bánh chuối nè. Hai. Chị hai lấy cái chén với mẹ chuối đẹp chưa? Lấy cái đũa với cái chén hai. Mẹ chuối đẹp ghê luôn. Số việc em xin phép dự hơi một xíu. Hiện tại là hài lung ta nói chuyện gì không biết vậy. Nói chung là có nguyện cái điều gió không hả? Nói chung là cũng giống như là công việc đang hỗ trợ tâm lý cho con bé đang bị hôn mê sâu á. Cho mình điện cho nên là gia đình của con bé đến ngày hôm nay thì cũng đề cũng như cậu Năm còn con bé đang xuống đi lại. Nói chung là chị nói cũng gia đình của bé đó đó và cũng như chị đó cũng đã mua hoa lên đây và xuống cho cậu rất là nhiều lần rồi, cũng cho cậu Năm rất là nhiều lần. Nói chung là em cũng được gia đình tin tưởng, tức là em hỗ trợ về mặt và tâm lý cho bé, tức là hiện tại đầu bé đang bị hôn mê sâu đó, cho nên là mỗi lần bé thì em sẽ gọi điện để có thể đánh thức cậu lên, hiện tại bé chưa có thức được, chưa tỉnh được, tức là bé đã tỉnh rồi nhưng mà bây giờ bé tên gì? Là bé tên Trần Hoàng Khang. Trần Hoàng Khang. Bé bị sao anh? À, bé bị tai nạn xe. Tai nạn xe. Phải phẫu thuật ghép tủy và bây giờ thì nói chung là sau khi phẫu thuật xong thì bé bị hôn mê. Thì hôm đó thì em có gọi điện á, em gọi điện thoại với bác sĩ Cao Hoàng. Em gọi điện cho bé thì em nói chuyện với bé khoảng 30 phút thì bé tỉnh lại. Còn lại xong rồi hôm qua thì bắt đầu chuyển viện, thì trong lúc chuyển viện thì bé bị sốc phản vệ, bé bị hôn mê trở lại. Nói chung là hôm qua thì em có gọi điện để giống như kiểu là mình đánh thức được bộ bé đó, bởi vì lúc đó là bộ đang ngủ thì không có tỉnh. Được rồi gọi thì nói chung là khả năng
khi mà em ngồi nói chuyện với bé thì bé vẫn có thể cảm nhận được lời của em nói, tức là khi mà em hỏi ở chẳng hạn như con có thể nghe được lời của chú nói hay không thì bé trả lời bằng những tiếng ổn hết, tức là hiểu được. Nhưng mà do hiện tại là theo bác sĩ thì là cơ thể của bé là cơ thể vật lý của bé quá yếu, cho nên đậu bộ không có thể hoạt động được, không thể đánh thức cho nên chiều nay thì chắc có lẽ là em sẽ nhờ bác sĩ chuyển viện cho bé. Hôm nay em đến đây để cũng bé tên gì? Dạ, Trần Hoàng Khang. Trần Hoàng Khang là bé trai. Mấy tuổi? Bé năm nay 25 tuổi, 45 tuổi rồi. 45 hiện tại đang ở bệnh viện nào? Dạ, một bệnh viện quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện quốc tế. Thì mong rằng các chư vị ở đây, mấy ông ở đây là hộ pháp, hộ dung dương cũng là hỗ trợ độ trì cho bé qua cái cơn nguy cấp này ha, cho bé hồi phục thành công. À. Ai bị gì nguy cấp? Dạ cháu đưa cháu của con. À, nó bị gì? Dạ không sao, không sao bé. Bé con này bà ngoại về dưới bị té. bà ngoại má cô á. Nên thỏm này đâu có dám đi lên đây được. Bà khỏe rồi cô mới đi đó. Không mà công nhận cái hũ gì, cái hũ yến của cô gì cho cô đó. Cô cho bà ngoại uống, bà ngoại bà khỏe lại liền. Nó có đông trùng hạ thảo á, uống hay ghê luôn. Ngoại uống xong nhưng mà khỏe thấy rõ luôn. Không, không có hẹn, thiệt tình luôn, đâu có hẹn. Cái gì đó cô? Ừ. Hữu duyên thiên luôn. Về gấp luôn hả? Giờ về gấp luôn. Chút xíu tài xế. À, thì ra. Rồi, một lần nữa thì cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị đã hỗ trợ em. Này cũng tâm cúng hả? Dạ, cái này là khán giả. Chùa sáng là anh Tâm đã nhờ Duy Minh là đặt rất là sớm rồi, nhưng mà không biết giờ nào đến đây, nên là khi nào mà anh nói là khi nào đến thì phải điện trước 20 phút. Em là bạn của ba của bé. À, anh là bạn của ba mẹ. Nhưng mà hiện tại nói chung là ba mẹ rất là ủy quyền lo cho em hết á. Em sẽ được trực tiếp với bác sĩ tất cả những chuyện gì cần em biết. Ba mẹ em của bé hiện tại là con gái. Nhưng mà nói chung là khi mà bé tỉnh lại thì cái người mà bé hôm trước bé tỉnh lại thì bé là cái người giao tiếp thường xuyên với em. Nên là em mình vô thắp nén hương á, cầu nguyện. Cảm ơn quý vị. Thắp một nén hương cầu nguyện cho bé tên là Trần Hoàng Khang. Trần Hoàng Khang. Bé sinh năm 1999. 1999. Em mấy tuổi rồi? 22 tuổi. Bé đó là tiếp viên hàng không của Nhật Bản. Tiếp viên hàng không của Nhật Bản.